Kính thưa quý vị, trước thực trạng hàng trăm phụ huynh xếp hàng xuyên đêm nộp hồ sơ cho con vào lớp 10 tại các trường tư thục, trường công lập tự chủ tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo nóng chiều hôm qua ngày 5 tháng 7. Theo đó, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường trung học phổ thông tuân thủ nghiêm túc các văn bản hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp của các cơ quan quản lý đảm bảo công bằng khách quan và tạo thuận lợi cho học sinh. Trong quá trình tuyển sinh, các trường trung học phổ thông chịu trách nhiệm phân công cán bộ tuyển sinh có đủ thẩm quyền trực, kể cả thứ bảy và chủ nhật, công khai số điện thoại đường dây tư vấn, hỗ trợ tuyển sinh để kịp thời hướng dẫn, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc của học sinh phụ huynh. Ngoài ra, trường phải phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối không để phụ huynh học sinh tụ tập ngoài cổng trường gây mất trật tự an ninh. Các trường có thể xây dựng các tổ hợp môn học lựa chọn và các chuyên đề học tập để vừa đáp ứng nhu cầu của người học, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo quy định. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức tư vấn, hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho học sinh, phụ huynh khi chọn tổ hợp môn lựa chọn và các cụm chuyên đề học tập để hạn chế tối đa việc đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập trong 3 năm học ngoài ra trường chủ động cử cán bộ giả soát hệ thống máy tính có kết nối mạng internet sẵn sàng phục vụ cho những học sinh không có điều kiện về thiết bị điện tử thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến nếu có cũng theo sở giáo dục đào tạo hiệu trường phải tạo điều kiện để học sinh hủy xác nhận nhập học và trả hồ sơ khi học sinh trúng tuyển đã nộp hồ sơ vào trường có nhu cầu thay đổi nguyện vọng trúng tuyển và được rút hồ sơ theo quy định các trường công lập không được thu bất cứ khoản đóng góp nào của phụ huynh hoặc cha mẹ của học sinh kể cả bán hồ sơ cho học sinh đối với các trường tư thục sở giáo dục đào tạo yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu được sở giáo dục đào tạo giao và theo đúng kế hoạch đã công bố của nhà trường thực hiện nghiêm túc quy định công khai mức đóng học phí và các khoản thu của cả năm học tại địa điểm tuyển sinh